ăn sạch mọi vị kem tại Mì Xuê và tìm ra vị ngon nhất. Săn lên dâu tây. Ăn đi sữa dâu, nhưng cái này ngon, chua chua một chút, có cả miếng dâu luôn. Mứt dâu tây thiên ngọt. Săn lên xoài. Rất thơm xoài, nhưng tiếc là không chua cái vị xoài. Chua hơn một tí thì ngon, hơi ngọt. Kem chân trâu đường đen. Không ngọt quá, mà lại còn có cái này nha. Chân trâu đen của Mì Xuê dai dai, ngon. Sô-cô-la. Vị sốt sô-cô-la cơ bản thôi, thiên ngọt, không quá đáng. Nhưng cái sốt sô-cô-la này giúp cái kem này đỡ ngán hơn. Săn lên lồ hộ. Cái này rõ vị kem nguyên bản nhất. Topping yêu thích của tôi vẫn ngon, nhưng mà ăn với kem có vẻ không hợp lắm nhỉ. Như kiểu nó chỉ có là để bổ sung cái để nhai. Cái này ngọt nhất nha. Tổng kết là thứ hạng yêu thích của tôi: xoài, lô hộ, dâu tây, chân trâu đường đen, sô cô la.